Tiếp tục anh em ơi. Tiếp mẻ thứ hai. Giờ hả? Bây giờ sôi vậy hả? Mấy giờ đánh anh Dân? Mấy giờ đánh? Ba nữa 2 tiếng nữa chắc kịp á. Để em coi em tranh thủ thôi. Để em chạy hết công suất cái sớm em xuống. Ok em. Để em tranh thủ với em sắp tính xuống anh không? Giờ khách hàng là thượng đế mà. Em hổm ra em toàn đi câu không à. Bởi vậy giờ nó hụt đồ quá trời, bây giờ mới nạp cho kịp chưa có dòng ta.
mày ơi. Chạy lên đây thầy ơi. Chạy lên đây thầy. Hello ba người nha. Hello đấm. Xuống lại tí xíu nha các ba anh em, tí xíu nữa vô cắm mình lên nói chuyện tiếp nha anh em, chào anh em nha.